Thủ môn Thibaut Courtois đã đóng vai trò người hùng trong trận lượt về vòng tứ kết Champions League mà Liverpool hòa Real Madrid 0-0. Chỉ sau chưa đầy 10 phút đầu tiên, thủ môn người Bỉ đã có tới 2 pha cứu thua trước các chân sút chủ nhà, góp phần bảo vệ thành công tỷ số 3-1 ở lượt đi. Pha cứu thua đầu tiên của Courtois xảy ra ở phút thứ 2 trước cú sút của Mohamed Salah. Người tung ra cú sút về bằng chân trái. Phút thứ 10, thủ môn này lại bay người trong vòng cấm một lần nữa để khuất phục pha dứt điểm của Milner khiến bóng chệch khung thành trong gang tấc. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của mình nha. Có một cầu thủ vốn dĩ từ khi chập chững bước đi đã được định hướng theo bóng chuyền để tiếp nối truyền thống của gia đình. Người này rất vụng về, học rất tệ môn thể dục ở trường và đôi lúc còn hay bị đảng trí nữa. Tuy nhiên, đến lúc lên 5 tuổi, anh ta đưa ra một quyết định rất người lớn khi muốn trở thành một cầu thủ bóng đá. Thương con nên ông bà Bô phải chiều lòng, và thế là ngày nay chúng ta có một thủ thành được biết đến với cái tên Thibaut Courtois. Cầu thủ người Bỉ từng bị chê là thủ thành tệ nhất ở giải Ngoại hạng Anh khi phong độ giảm sút, cũng nhiều lần dính vào các vụ lùm xùm hậu trường, trong đó tai tiếng nhất là vụ ngoại tình với người yêu của đồng đội. Nhưng bên cạnh những vệt đen này thì tài năng trên sân cỏ của anh cũng là điều không thể phủ nhận. Hôm nay chúng ta hãy cùng xem lại những màn trình diễn đặc sắc của thủ thành Thibaut Courtois. Real Madrid đã vượt qua Villarreal với tỷ số 2-1 để giành chức vô địch La Liga 2019-2020 sớm trước một vòng đấu. Thủ thành Thibaut Courtois dù không giữ sạch lưới vẫn chơi nổi bật với nhiều pha cứu thua. Phút đá bù giờ thứ 3 của hiệp 2, anh dùng tay và chân để phá hai cú sút liên tiếp từ các cầu thủ Villarreal. 3 năm sau màn chia tay được truyền thông miêu tả như một mớ bòng bong, Thibaut Courtois đã có dịp gặp lại đội bóng cũ Chelsea trong trận đấu ở bán kết lượt đi Champions League. Hồi tháng 4 năm 2021. Khi đó từ đường chuyền đẹp của Mason Mount bên Chelsea, Pulisic đánh đầu chiến thuật hoàn hảo cho Werner, nhưng Courtois đã kịp dùng chân cứu thua cho Real trước pha đệm bóng cận thành của anh này. Còn đây là tình huống diễn ra trong trận đối đầu hồi tháng 12 năm 2018, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Real Madrid. Tiền đạo Batshuayi đứng trước cơ hội lớn gỡ hòa cho Valencia ở tình huống đối mặt với Courtois. Và dù đổ người sai hướng, song cựu thủ thành của Chelsea vẫn kịp giơ mặt ra hứng cú sút khá mạnh từ Batshuayi. Nhờ đó mà Real thoát được một bàn thua trông thấy, nhưng đổi lại bên mắt phải của Courtois tím bầm và sưng lên. Tháng 10 năm 2020, trận đấu Barcelona với Real Madrid kết thúc với 3 điểm trọn vẹn dành cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tại đây, Courtois cứu thua xuất sắc cho Real sau pha dứt điểm của Messi trong vòng cấm. Không chỉ một mà đến hai pha khiến Messi bất lực trong việc xuyên thủng mảnh lưới của Real.
tháng 9 năm 2020, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã gặp vô vàn khó khăn trong chuyến hành quân đến sân Benito Villamarín của Betis. Nhưng may mắn là họ đã giành chiến thắng chung cuộc 3-2. Một trong những tình huống đáng chú ý là pha cản phá với cái chân của Courtois đã cứu cho Real khỏi bàn thua 10-10 trước cú đánh đầu của Canales bên phía Betis. Đây là một trận đấu mà Real có chiến thắng nhọc nhằn với tỷ số tối thiểu, dù chỉ phải đối đầu với đội bóng đứng dưới đáy bảng xếp hạng Vallecano. Và nhắc đến khoảnh khắc xuất sắc của Courtois, đó đã là phút bù giờ của hiệp 2, cũng đồng thời là cơ hội nguy hiểm thực sự thứ hai mà đội khách Vallecano có trong trận đấu này. Hai pha dứt điểm liên tiếp của Alex Alegria và Velasquez chỉ bị chặn đứng bởi Courtois chọn đúng vị trí. Nói chính xác thì sự vô duyên trước khung thành đối thủ đã được đổi bằng duyên chọn vị trí của thủ thành người Bỉ. Courtois đã chơi cực kỳ ấn tượng trong trận đấu trước Getafe ở La Liga hồi tháng 4 năm 2021. Sau pha phản xạ cứu thua ở đầu giờ, đến nửa cuối của trận đấu, thủ môn người Bỉ lại tiếp tục cứu nguy cho Kèn Kèn Trắng bằng pha đẩy bóng qua sàn ngang trong tình huống cú dứt điểm của cầu thủ Getafe đập người một cầu thủ Real Madrid khiến bóng đổi hướng. Real Madrid vô địch FIFA Club World Cup 2018 sau chiến thắng đậm đà 4-1 trước Al-Ain ở trận chung kết tại UAE. Mặc dù lép vế, nhưng Al-Ain cũng đã đôi lần khiến cho Real phải thót tim. Đó là tình huống khi cầu thủ Caio băng xuống đối mặt Courtois, nhưng tiền vệ người Brazil đã không thể chiến thắng được cái chân của người gác đền bên phía Real. Khổ lượt về tứ kết Champions League giữa Real và Liverpool hồi tháng 4 năm 2021, Courtois là người thi đấu xuất sắc nhất. Thủ thành sinh năm 1992 này có tổng cộng 4 lần cứu thua, trong đó không thể không kể đến tình huống cứu thua xuất sắc với pha bay người cản phá cú đá của Milner. Courtois có 4 lần đến Anfield thì cả 4 lần anh đều không để lọt lưới trước Liverpool cả trong màu áo Chelsea lẫn Real. Mùa 2018-2019, Real dù được đánh giá cao hơn rất nhiều, song họ phải rất vất vả lắm mới đánh bại Huesca với tỷ số 1-0 ở trận đấu thuộc vòng 15 La Liga. Trên sân của đối thủ, Courtois đã có màn trình diễn ấn tượng, ngôi sao người Bỉ ra vào hợp lý, cản phá tất cả những cú đá đi trúng khung thành của đội nhà, đặc biệt là tình huống đá phạt hiểm hóc của Mike Gomez, song thủ thành Real đã phải nhanh chóng bay người cứu thua. Và đây là trận đấu mà Real Madrid có chiến thắng đậm 4-1 trước Granada ngay trên sân khách. Khi tỷ số đã lên đến 4-1, Real chơi có phần chủ quan trong những phút cuối, nhưng may mắn cho họ là thủ môn Courtois vẫn chơi tập trung để hai lần cứu thua 10-10, ấn tượng là pha phản xạ trước cú dứt điểm rất căng của Quina.
Vừa rồi là một số màn trình diễn thi đấu xuất sắc của thủ thành Thibaut Courtois trong những năm qua. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong những video mới của chúng tôi.